đất rừng và Hà đã được mọi người hái một dĩa nấm rừng, mà bây giờ Hà sẽ làm một món là món nấm rừng xào để cả nhà ăn nha. Rồi bây giờ mình sẽ có nguyên liệu chế luôn nha. Đây, đầu tiên mình sẽ có nấm và đây là nấm thông đỏ. Đó, đây là nấm và đây là nấm san hô nè, đã được làm sạch. Đây nhìn rất là giống san hô. Còn đây là su su non, mình sẽ luộc cái món này. Hôm nay mình tế ăn chay, mình ăn rau củ thôi ha. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị, mình vào bếp mình xào tỏi món nấm này nha. Mình sẽ làm món nấm xào tỏi nha. Bây giờ mình sẽ cho tỏi vàng nữa. Đây là lần đầu tiên mà Hà ăn thử món nấm thông đỏ nha. Nấm san hô lần đầu tiên bây giờ ăn luôn. Bây giờ xào làm thử luôn, không biết ăn cái dở này. Đi rồi. Sao luôn á? Ủa chơi mà nó đậm luôn á. Mình lột thôi, su su này mình lột thôi. Mình ăn kiểu organic, ăn kiểu dân dã mà. Ăn kiểu dân dã cho nó thanh lọc cơ thể ha. Cái này mình xào khoảng tầm 15 phút là sẽ chín rồi. Chưa nãy mặt kia. Rồi, bây giờ mình đã xong cho cái món nấm thông đỏ rồi. Mình thử luôn. Thử luôn coi là vị như thế nào nha. Nấm này rất là giòn và ngọt. Bây giờ mình sẽ thử một cái món nấm màu hồng hồng là đầu tiên trong đời mình ăn. Nấm gì mà nấm gì? Nấm thông đỏ. Nấm thông đỏ. Bây giờ mình chấm cái này hả? Chấm cái tương đúng không? Bây giờ mình lấy cái nấm này nè, nấm san hô nè. Nấm san hô nữa hả? Nấm sợi sợi nè. Sợi sợi hả? Ăn để mình thử nghiệm hết cái nấm kia mình mới chuyển qua món nấm này. Thấy sao? Có giống gì? giống nấm nấm nào thì nó cũng ngọt và thơm mùi nóng rồi. Một cái quan trọng thêm là cái gia vị của người chế biến nữa thì nó sẽ khác nhau. Để coi cái này có khác không. Nhưng mà cái này nó mềm hơn cái hồi nãy, cái này nó giòn hơn, nó sực sực. Nấm ok. Ăn nữa hả? Rồi thôi cho miếng nữa nè. Mềm lắm á. Ngon không? Ngon không? Nó mới ô lại đây cho thử hương thức luôn nha. Ở đây thì có ăn rồi, chưa về Sài Gòn chắc chắn là xong rồi, giờ có cái món này để ăn. Sài Gòn muốn ăn thì lên đây hái. Ok, cảm ơn.